Xin chào mọi người, em là Đại đến từ Broto. Thì hôm nay em nhận một chiếc xe Raptor 2024 nâng cấp lên những cái món đồ chơi em cũng đã soạn sẵn ra ở đằng trước hết rồi. Trước khi thi công thì em dán hết những các chi tiết này để anh em thi công có sơ sẩy gì nữa đi thì không có bị ảnh hưởng vô cái phần sơn của mình ha. Đó, cho chiếc xe của mình nó kỹ nhất có thể ha. Và các phần trước nè, em cũng đã tháo cái đèn ra hết rồi. Những cái dòng xe này anh em kỹ thuật đã làm rất là nhuần nhuyễn rồi, cho nên là họ biết những cái ốc bát nằm ở vị trí nào, tháo rất là nhanh luôn, tháo rất là nhuần nhuyễn luôn. Ở đằng trước này tháo ra để mình nâng cấp đèn. Đây, đây là cụm đèn pha của Raptor 2024 nè. Thì nó sẽ có hai quả bi, một bên dưới là quả bi cốt nè, ở đằng trên thì quả bi pha. Đây là mình sẽ nâng cấp lên một cái quả bi laser Kenzo S900 Pro, một cái phiên bản rất là mới luôn. Ở trên này có một cái tâm laser rất là sáng luôn. Đó, mình sẽ thay thế vô cho cái đèn cốt nha. Còn ở trên pha thì mình sẽ giữ zin. Mình muốn nâng cấp lên cho pha luôn cũng được nữa, nhưng mà cái đèn này mình sẽ thay thế về một cái bi cốt thôi thì nó đủ ánh sáng rồi. Và ở dưới nè, ở dưới thì em sẽ gắn thêm một cái đèn bi gầm 2 inch 3 màu cho chiếc xe Raptor 2024 này. Cái quả bi gầm này rất là nhỏ luôn, nhưng mà chuyển được 3 màu luôn nha. Sau khi mà mình tháo cái đèn zin ra, bắt đầu mình đưa cái đèn này vô thì đúng kích thước với lại cái form lỗ chờ của cái mặt dưỡng zin luôn, rất là đẹp ha. Sau khi mà nâng cấp lên hai quả bi này, cái đèn của mình rất là sáng để đi đêm ha. Và đây là bốn cái đèn định vị chuẩn form lỗ zin trên mặt ca lăng luôn, mà thiết kế rất là sang luôn. Đây là một cái đèn định vị màu vàng. Khi mà mình gắn cái này lên thì nó sẽ có một cái ấn tượng xe đối diện nó dễ dàng nhận biết lắm. Và khi mà mình nâng cấp đèn á thì mình sẽ có một cái bộ dắt để mình cắm để lấy tín hiệu pha cốt này. Đó, hai cái tín hiệu này nếu mà mình không có gắn cái này thì mình sẽ cắt dây bắt đầu mình đưa ra ha. Nhưng mà em làm thì em sẽ có một cái bộ này bắt đầu là chuyển ra hai sợi dây pha cốt luôn, thì mình sẽ lấy cái tín hiệu nằm ở đây thôi, rất là ổn định ha. Và đây là một cái cặp ti cabo ha, một cái cặp ti cabo gắn cho chiếc xe Raptor 2024 này là nó có một cái bộ bát luôn rồi, không cần phải độ chế gì cả, thiết kế chuẩn zin luôn. Mình chỉ cần gắn cái bát này vô xong rồi mình lắp hai cây này thôi là ngon lành. Và đây nữa nè, đây là một cái cặp kèn sò đó, để mình gắn ở vị trí này nha. Mình gắn ở vị trí này, mình sẽ đưa lên đây đó. Còn cái cặp zin của nó thì nó sẽ nằm ở đây, nhưng mà cái cặp zin của chiếc xe Raptor 2024 này là cái cặp kèn dĩa. Đây, nó nằm ở vị trí này nghe rất là chán nha. Đầu là bây giờ mình thay thế rồi mình sẽ đưa hai cặp kèn sò lên trên này nghe rất là hay luôn. Rồi, tiếp theo là một cái option mà rất là hay cho chiếc xe Raptor 2024, đó là một cái bộ loa B&O thiết kế cắm jack 100% cho chiếc xe Raptor 2024 này luôn. Đây là một cái bộ loa mà của chính hãng luôn ha, chính hãng Ford họ sản xuất luôn, thiết kế cho những cái dòng xe Everest Platinum đó. Đây là một cái loa sau nè, thiết kế cái loa chép nó nằm ở trên cái loa chính luôn, nghe rất là thanh luôn, rất là hay. Vì cái bộ loa này thì bên em đã nâng cấp rồi, nghe nó thanh với lại nó hay hơn cái loa zin rất là nhiều ha. Mà đặc biệt là thiết kế một chuẩn zin 100% cho dòng xe Raptor 2024 mình. Bao gồm là bốn cái loa bass nè, với lại một cái loa sub. Đây là một cái loa sub ha, đặt ở vị trí hàng 2 của xe bán tải. Rất là xịn nha. Và đây là một cái loa trung tâm, bao gồm là một loa trung tâm nè, rồi bốn loa bass nè, rồi hai cái loa chép và một cái loa sub ha, tổng cộng là 4, 5, 6, 8 loa. Đây là hai cái loa chép nè, hai cái loa chép thì mình sẽ thay luôn hai cái cục A luôn, và ở trên cái cục A có một cái loa chép ở phía sau thiết kế luôn nha. Và ở đây sẽ có một cái logo của B&O này, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Trên tay thì cùng một cái bộ dây, đây là một cái bộ dây cắm jack để cho một cái cấu hình âm thanh này luôn, cắm jack 100% luôn ha. Sau khi mà lắp đặt xong một cái bộ âm thanh này, bắt đầu là mình sẽ vô trong phần mềm, mình sẽ lập trình, lúc này mới lên được cái hệ thống âm thanh cho chiếc xe Raptor 2024 ha. Chứ không phải mình lắp đặt xong rồi bắt đầu là mình nghe được, không, cái này lắp đặt xong rồi bắt đầu là mình sẽ vô một cái phần mềm để mình lập trình ra, thì lúc này mình mới xài được ha.
đây là hai cái âm ly để đánh cho cái bộ loa này. Rồi ở đằng sau cũng có nâng cấp thêm một vài món nữa nè, mời mọi người đi theo em luôn ha. Đó, như ở trong thì mấy anh em cũng đang dán phim xong rồi, là một cái bộ phim 3M Victorlight dán kính trước, một cái bộ phim 3M Victorlight. 3M thì một cái thương hiệu của Mỹ rồi, trên một cái tấm phim của họ thiết kế 200 lớp lần cho nên rất là xịn. Nếu mình đi một chiếc xe thì mình dán một cái bộ phim 3M này nó chống nóng rất là hiệu quả nha. Ở đằng sau đã nâng cấp lên một cái nắp thùng. Đây là một cái nắp thùng cuộn bạc rất là gọn gàng nha, có thể mình mở ra luôn cũng được nữa, mà mình xài rất là gọn gàng luôn. Để em xài cho mọi người xem nè, các bạn đang tháo rồi đó. Sau khi mà nâng cấp xong á thì nằm cái bạc này nó không có dùng giống vậy đâu, rất là căng luôn, nhưng mà bây giờ các bạn đang tháo ra để các bạn xử lý lắp đặt á, chưa có hoàn thiện ha. Và ở đây nè, ở chốt hai bên thì mình rất là đơn giản, mình chỉ cần đưa vô đúng cái khớp của nó thôi. Rồi bắt đầu là mình sẽ gập xuống. Rồi đó, gập xuống thì nằm giống vậy, rất là đẹp nha. Mà cái nắp thùng này mình có thể chở xe Honda nè, mình có thể chở hàng rất là tiện ích. Nếu mà mình chở hay chở mô tô với xe Honda chỉ có cái nắp này là nó tiện ích nhất thôi. Mình mở ra thì nó cũng rất là đơn giản. Đó, nắp mình cuộn vô thôi. Rồi ở đây ha, các bạn chưa lắp hoàn thiện nè, nếu mà lắp hoàn thiện xong rất là chắc chắn nha. Nếu mà mình tháo ra luôn vẫn được, rất là dễ nè, rất là nhẹ nhàng luôn ha. Ở đây là một cái nắp thùng cuộn bạc cho dành cho chiếc xe Raptor 2024. Có rất là nhiều nắp thùng ha, nắp thùng cuộn cơ nè, nắp thùng cuộn điện nè, nắp thùng cuộn bạc nè, nắp thùng ba tấm, tùy theo anh em thích loại nắp nào, bên em có đầy đủ hết ha. Rồi chiếc xe Raptor 2024 này nâng cấp cơ bản những cái option này thôi. Thì lê hoay mình làm xong bắt đầu là mình giao xe trong ngày luôn. Những cái món này thì em làm rất là nhanh nhuyễn rồi, cho nên là cũng không có mất khá nhiều thời gian ha. Mình chỉ cần làm qua những cái set này xong rồi bắt đầu là mình giao xe cho khách thôi. Có cái đèn thôi, có cái đèn thì lê hoay lâu. Còn các món kia thì mình làm rất là nhanh ha. Đây là một option nâng cấp cho chiếc xe Raptor 2024. Nếu mọi người đang chạy dòng xe Raptor này, cứ nhắn cho em sẽ gửi qua một cái file cho mọi người tham khảo, nâng cấp lên những cái món mà mình yêu thích nhất ha. Và nếu mà mọi người nâng cấp thì nhớ ủng hộ Bro Auto nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ cho em một like nha.